Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì tiếp tục ba chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng khi được đến phòng thuốc của ông Tư Ngoan để mà phát 100 hộp. Thì trong đây là có là bún, là 50 hộp bún chay. Cái này là mì với lại bún á. Đây rất là ngon luôn, dành cho những bà con mà họ ăn tương á. Thì mình mấy chị em mình đã rút kinh nghiệm rồi. Bà ơi đợi xíu nha, con tặng bà một hộp nha. Dạ. Rồi ngoài ra thì còn có thêm 50 hộp bún mặn nữa, là dành cho các cô bác mà họ ăn mặn á thì cũng có luôn. Hôm nay là chị em mình rất chu đáo chuẩn bị mặn có, tương có, ai thích cái nào là có cái đó à. Thì được sự hỗ trợ của gia đình Nguyễn Trân hỗ trợ đến cho bà con ở đây. Thì thôi bây giờ không có để bà con chờ lâu nữa, mấy chị em mình xin phép gia đình được phát nha. Chú chai với mặn chú chọn cái nào? Mặn. Dạ này, mặn bên đây. Bà lấy cái đó là mặn rồi đó luôn. Cái này mới là chai nha bà. Mỗi người một hộp nha bà ơi. Xe của bà. Rồi, bà ơi vô kêu mọi người ra nhận nha bà. Rồi. Chúc bà ăn ngon miệng. Bún chai đây, mì chai, bún chai, mì mặn, bún mặn. Mình đợi mấy cô bác ở trong họ ra đó chị, là họ sẽ nhận. Bà Hai ơi, bà Hai đi kêu mọi người lại nhận đi bà Hai ơi. Mọi người đây đi hút thuốc đông ghê luôn. Dạ đông lắm á, hôm nay mình lên thì không có đông bằng buổi Chủ Nhật. Thường là buổi Chủ Nhật là sẽ đông hơn nữa. Thông thường thì thứ bảy Chủ Nhật là tại vì người ta nghỉ. Dạ đúng rồi. Nên là tranh thủ cái ngày người ta đi hút. Đợi. Để đây là bún miễn phí luôn á, để cho mọi người biết, biết á. Thường á là mọi người sẽ không biết tưởng mình dễ nhìn đó. Bán á. Ở phía bên trong kia rất là đông luôn, tại mọi người đang đợi hút thuốc á. Mì với bún miễn phí đi mấy cô ơi. Đợi một chút á, họ đến. Tại vì mình phát ở ngay cổng các bạn thì bà con lại rất là đông, nó bị ùn tắc á, nên mấy chị em mình lựa chọn cái chỗ này để mà phát nó dễ hơn. Kìa mọi người đang ra kìa chị ơi. Đang ra chị ơi. Đợi một chút xíu nữa. Đây, cái này là chai với mặn. Là mặn mà nó là chai. Mặn ha. Dạ rồi. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ. Chai đi, chai. Chai là cái này. Cảm ơn. Mặn hay chai vậy cô? Chay. Dạ mặn nha. Mặn á. Dạ mặn. Đây là mặn. Mấy cô ơi, mấy cô vô trong kia kêu mấy cô kia ra đây ăn nha, rồi hả đợi thuốc nha. Dạ cái này mặn nha cô. Cô mặn ăn chay cô. Dạ mọi người. Dạ mọi người. Có trình dùng liên ta luôn. À dạ cái người đó nghe nhận thịt con nha. Tại vì mọi người đang ở đây. Đây, bà ơi vô kêu mọi người ra nhận đi bà. Bà ơi, cái này là mì, mì với lại bún á. Đây, bà ăn thử đi, ngon lắm nha. Bún rất là ngon luôn chị, bún mặn với bún chay. Bún xào á cô, ăn là ghiền đó cô ơi. Nè cô kêu mọi người ra nhận đi nha. Nhanh lên đi mọi người ơi. Tại biết sao không? Dạ. Không ra nhận cho nên là mình chỉ mời thôi. Dạ. Lấy cái mặn coi. Cái này tương dạ, hả cô? Cái này tương hả cảm? Em cũng không biết nữa. Tương đó. Dạ. Dạ. Dạ bún. Tương hay mặn? Tương cái mặn. Dạ bún. Dạ mỗi người một phần à. Dạ. Dạ bún mặn đây chú. Dạ chú kêu người em của chú ra nhận cho con nha. Dạ bún không phát miễn phí hả bà? Bà ơi. Bà ăn mặn nha bà ơi. Ăn gì cũng được hết á. Đi học bà lấy cái này đi nha cho dễ ăn tương. Dạ tương thì nó có chả đòn. Dạ cái này là bún thôi. Bún nha cô ơi chứ. Mỗi người một hộp. Mỗi người một hộp. Cho bà một hộp nha. Bún đang ở trong kia. Dạ cái này là bún chay. Vậy là mặn cũng có luôn. Dạ cho. Dạ bún mặn đây. Dạ đây. Rồi chú đi bán nha. Dạ rồi. Cái này là mặn thôi nha. Mặn. Tại vì các cô chú đều ở đây hết. Nhanh lên bà ơi, sắp hết rồi. Bịch đang mặn đây. Dạ rồi. Chúc gì ăn ngon miệng nha. Đây. Chị ơi, mỗi người lấy một lần giùm em thôi nha chị. Mỗi người một hộp nha. Dạ một phần. Trời ơi, đúng mặn ăn mà. Bà hết hồn. Rồi. Trời nó bốn phần. Mọi người ở trong kia họ thấy chị là họ sẽ chạy ra. Dạ. Đây, mặn nha chị. Dạ. Dạ. Hình như hôm nay mặn đắt hơn là chay á. Tùy bữa á chị. Qua ngày ăn chay rồi. Qua ngày ăn chay rồi. Chào cô. Mặn rồi cô.
Đây, cô. Cô kia bác sợ kêu xin giùm cô được không? Xin dạ. Giùm bọc dạ, tại vì mọi người đều ở đây á cô. Mà bà không một phần thôi cô. Có thể kêu cô bên kia lại giùm con được không? Bà quải xôi vậy. Tôi đưa liền. Trời ơi. Bác có quải. Dạ, con phát bút phát khí á cô. Dạ, cái này bên đây mặn, bên đây là tương. Dạ, mỗi người một hộp và cô ơi. Mỗi người một hộp thôi cô. Mỗi người một hộp. Mình nhường cho người khác chứ. Dạ. Kêu hai người đó lại đi cô. Cô kêu hai người đó lại đi. Tại vì đa phần các cô chú ở đây đều tập trung ở chỗ quầy thuốc. Nhưng mà đi thì đi 2 đến 3 người trong một gia đình. À, nhưng mà chỉ một người đại diện. Dạ. Tại vì có mặt ở đây là vì mình cho nhận luôn. Với lại tại vì họ đợi, họ sợ là đi rồi cái đi. Đến lượt họ đến đó, không ai đi. Không ai lấy số á. Dạ. Nên là mỗi người một hộp. Cô ăn mặn hay cô? Chai vậy cô? Ăn mặn. Ăn mặn. Bây giờ mình phát rượu. Dạ. Mỗi người một hộp thôi nha cô. Chụp bằng như những người sao nữa. Dạ ăn mặn cô. Dạ ăn. Dạ ăn lần nữa. Cô ơi kêu người tới cái con nha. Đây. Dạ đúng rồi, bên đây là mặn. Dạ mà. Hết mặn thì mình sẽ đến tương. Dạ đây con gửi cho con. Dạ bún mày. Dạ. Dạ tương hay ăn tương hay mặn chứ? Mặn. Vậy mặn đi ha, mặn ngon vậy. Hơn. Dạ cô ơi cô xích vô xích vô. Còn có người họ thấy tương ngon hơn. Cho mặn. Đây. Cho tài xế xin hộp luôn. Mặn đắt quá. Xe nha bà ơi. Dạ còn. Trời ơi, tương hôm nay ấy nhưng mà hết mặn thì mọi người sẽ chuyển qua chai thôi à. Chú ơi. Chai hả chú? Chai cảm ơn, chai cảm ơn. Đây của chú, chúc chú ăn ngon miệng. Ôi. Thấy mọi người họ ra lấy chị thấy họ ăn nhìn thấy thương tội nghiệp. Này là gì? Hết mặn rồi. À vậy mình lấy tương chai thôi à. Cho ba. Không có hai loại. Dạ. Cho ba hộp đi ha. Người hộp. Mỗi người một hộp và ba. Thực mặn nha. Đi ba người. Dạ bà kêu họ lại đi rồi con đứng đây con đợi nè, bà kêu họ tranh thủ lại xíu không, thôi. Đi mua thuốc rồi. À không biết. Dạ. Chắc hết rồi. Không mình chắc một dọc qua đây đi chị. Đây. Rồi cảm ơn. Dạ. Đắt quá. Cô ơi bún mì đi cô. Dạ. Dạ, cứ ăn bình thường đi cô. Chúc mấy cô ngon miệng nha. Ăn bún không cô? Ăn cho no đi mấy cô ơi, rồi đợi thuốc. Bún không chú ơi? Miễn phí chú ơi, miễn phí, miễn phí. Miễn phí mà Gao thấy thương luôn. Miễn phí. Chị, bán mà không bằng đậm nó bán. Mình bán. Dạ. Dạ tưởng bán á. Miễn phí nha mấy cô ơi. Bún mì miễn phí mấy cô ơi. Nhanh lên. Nhanh tay thì còn chậm tay là con ăn hết đó. Trời ơi ăn hết cái này. Chào ba bà ơi. Bà ơi bà lấy một phần đi nha. Hộp ơi. Cháu tao hộp tao hộp. Mỗi người một phần thôi. Kêu cháu bà ra giùm con nha. Bây giờ nó ngồi trong hốc. Dạ kêu nó ra giùm con. Kêu ra đi. Kêu nha. Bún mì ông ông ơi miễn phí nha. Miễn phí miễn phí. Bún phát miễn phí nha. Miễn phí. Dạ. Dạ. Miễn phí ông ơi. Con tặng miễn phí mà. Để đi. Mắc cỡ. Còn lại bao nhiêu đây? Đợi xíu để lên đi cho nó cao cao. Cho đẹp. Nhanh đi mấy cô ơi. Này họ đi từng đợt với nhau chị. Hai chị thấy đi xuống nhiều lắm. Dạ. Bún mì miễn phí đi mấy cô mấy chú ơi. Dạ, lay gai. Bữa nay không đông bằng bữa chủ nhật á. Bún mì miễn phí nè mấy bà ơi. Bà ơi, lát bà vô bà kêu mọi người ra nhận nha bà. Dạ. Con xả từng hộp đây không dạ? Dạ, ông xả bà đâu? Dạ, á. Đang làm cái gì vậy bà? Bình ống bịch, như ống không có mặn gì trơn không á, không á. Bún mà. Đi chổng đi. Bún đi chổng đi. Cảm ơn cho con. Dạ, không có gì đâu bà ơi. Mọi người ra nhận giấy nha. Nhanh lên đi bà ơi. Từ từ hối bà đi không kịp. Nhanh lên bà ơi, nhanh lên mọi người ơi. Bún miễn phí ha chú ơi. Bún mì miễn phí đi bà ơi. Dạ. Dạ. Bún miễn phí bà ơi. Bún
miễn phí nha bà ơi. Cháu tới kìa. Rồi chú một hộp nha. Dạ, giờ hiện tại dạ mỗi người một phần giùm con thôi. Giờ không có giùm con bà bé. Đâu rồi? Mua ấy để đi mua đồ. Thôi bà lấy đi đi bà, bà lấy đi. Bà lấy. Bà lấy đi. Không sao đâu. Con ơi, con ăn bún. Ăn bún vô đây đi cô, đừng có ngại cô nha. Dạ đây con gửi cô. Bún mì đi mấy cô ơi, miễn phí. Cầm lấy dao vòng vòng đi Cẩm ơi. Miễn phí. Bún miễn phí mấy cô. Bún mì miễn phí mấy cô ơi. Cô có ăn bún không? Cô ơi, cô vô cô kêu mọi người ra nhận đi cô. Mỗi người một hộp à. Thôi cô kêu người kia lại giùm con được không? Lấy giùm người kia đi, tôi kêu lại nữa. Trời, cô có thể kêu người kia lại lấy giùm con không kêu người kia lại đi cô. Bún mì miễn phí đi cô bác ơi. Dặn hết rồi mọi người ơi. Mọi người ơi. Lần nào cũng gặp cái ông chú đó. Mấy cô chú đến cũng nhiều. Dạ yeah. Kia sắp có một đoàn người đang đến. Em thấy hình như là đi theo đò có chỉ một đò khoảng 3-4 người, 3-4 người á. Dạ yeah. Mấy bà ơi, bún mì miễn phí đi mấy bà bún ơi. Tại vì sợ mà họ đang phát cái chổng cái họ đang đợi lấy thuốc cho chị cái họ đói á. Bún mì miễn phí đây cô chú ơi. Chú có ăn không? Chú ơi, bún nha. Dạ. Bún miễn phí nha cô ơi, cô lấy một phần ăn trong khi chờ thuốc nha. Cô ơi, cô có ăn bún không? Cô ơi, có phải nhà cho cô. Dạ. Cô ơi. Lấy chai đi. Cái này mặn, chai, chai. Cho mặn. Đi à. Đi. Lấy ăn chai. Đây hai cái này là đảm bảo chai luôn á. Cái nào mặn không? Cái nào mặn? Dạ cái mặn hả bà? Mặn luôn hả? Còn bao nhiêu là chai không bà ơi? Hết chai thì hết mặn rồi. Hết mặn rồi. Cảm ơn. Có lấy không? Hai chai. Dạ chai. Rồi. Mỗi người một mớ bệnh nha. Chú đi với ai? Đi phái đoàn bốc thuốc ở nhỏ á. Dạ. Xin chú muốn nhà. Đi. Chú muốn nhà chú. Chú muốn cho ai? Dạ bún. Dạ cái này miễn là phí. Bún đó bà. Miễn phí bà ơi. Dạ bún miễn phí. Dạ bún mà bún nha. Cho xin dạ. Hộp đó đi dạ. Hai thằng á. Dạ hai thằng. Hai người đi với nhau á. Tại vì hai người họ hiểu hả chú? Họ đi với nhau không cho thì cũng kỳ. Miễn phí mấy cô. Không có tốn tiền. Sắp hết rồi nha bà con. Sắp hết rồi. Con ăn đi cô ơi. Chị mới nãy có người mua khoai lang của chị đó mà không thấy chị đâu hết trơn. Cái cô kia hỏi cái cô bán khoai lang đâu mất tiêu rồi. Đang đợi mình. Bây giờ mình bưng đi đi ha. Bưng đi đi Cẩm ơi. Dạ. Bên nào chị bên đây đi ha. Chị với ngang xe bưng đi rồi Cẩm phát nha. Dạ. Cô chú cũng sẽ ngại á. Rồi, giọng Cẩm thanh thao rồi cho Cẩm cao nha. Không mà chỉ sắp theo thôi. Sắp theo. Âm thầm lặng lẽ. Đi thôi. Bún miễn phí đi mấy cô bác ơi. Nha. Yeah. Đây mình đứng ở phía trước. Ba ơi, bún mì miễn phí đây. Dạ con đứng ở đây nha. Mỗi bữa mình cũng hay đứng ở trước cổng này nè. Dạ đứng ở đây nè. Bún mì miễn phí đi mấy cô ơi. Mấy cô ra nhận giùm con nha. Mấy cô ơi đã kêu mấy người trong kia ra đi mấy cô. Đây. Dạ đây. Dạ mỗi người một hộp thôi. Mỗi người một hộp thôi nha. Nói là cái có là cưng mà cái này tương. Đây em gửi cho. Dạ tương tương không luôn rồi. Dạ tương không rồi chị ơi. Mỗi người một hộp thôi à chú ơi. Mỗi người một hộp thôi. Dạ đây con gửi cho bà nha. Cho bà thêm một hộp. Mỗi người một hộp bà ơi. Mỗi người một hộp. Mỗi người một hộp hả cô ơi. Kêu cháu bà ra giùm con nha. Cho tao lại tới đóng cho tao lại. Thôi kệ cho bà đi. Chú ơi bún chai đây. Bún mì miễn phí đi cô bác ơi. Sắp hết rồi nha. Cô ơi cô kêu mấy người trong kia họ đang đợi thuốc họ không hay á. Cô kêu họ ra ăn đi cô. Còn 10 phần cuối cùng cho 10 người may mắn nhất. 10 người may mắn nhất.
Dạ. Xin về lại đây hả? Thôi đứng đây được dạ, rồi. Dạ đứng đây được rồi, hả? Tại sợ người ta la. Dạ. Bún miễn phí đi mấy bà. Đây. Dạ bún. Bún. Dạ bún mì. Chú ơi, bún xào. Bún mì á bà. Dạ rồi. Đây. Bà ơi, dạ bún, bún miễn phí á bà. Miễn phí. Dạ. Đây. Rồi. Đây. Đừng ăn không xin cho nó bịch đấy. Dạ. Dạ bún ơi. Dạ. Dạ mỗi người một bịch. Mỗi người một bịch thôi bà ơi, tại sắp hết rồi bà ơi. Để nhường cho phần cho mọi người đều có ăn á. Dạ không sao. Dạ rồi, đây nè chị. Đây. Ôi trời đất ơi, cái gì vậy trời ơi. Lấy về. Quý sứ hà. Còn hai hộp cuối cùng. Dạ sắp hết rồi. Còn hai bịch đó. Cảm ơn anh nha. Dạ còn hai hộp cuối cùng nữa. Dạ mỗi bà ơi, mỗi người một hộp thôi bà ơi. Kêu con bà gái bà ra đi. Có chưa? Rồi cho bà đi cho bà già chị. Dạ. Con luôn. Rồi xong hết luôn. Hết luôn rồi. Dạ. Bà thích bánh nước hả? Mình và Ngân và chị đi nha. Dạ, mình và Ngân và chị An đã phát xong 100 phần bún mì chai và mặn cho các bà con ở phòng thuốc Ông Tư Ngoan rồi đó các bạn. Thì một lần nữa nhóm phụ nữ miền Tây xin chân thành cảm ơn gia đình Nguyễn Trân rất là nhiều đã ủng hộ những cái phần món thức ăn rất là ngon luôn, giúp cho bà con chống đói trong khi đợi thuốc. Thì chúc cho gia đình Nguyễn Trân có thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công. Mà xin chào ạ, chào các bạn.